quý vị và các bạn, với sứ mệnh phục vụ Tam Nông, thời gian qua Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum luôn quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank. Sát cánh cùng với khách hàng trong phát triển kinh tế, sẻ chia khó khăn khi rủi ro, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã khẳng định vị thế của ngân hàng hàng đầu về cung ứng vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh. Khác với những năm trước, năm nay gia đình chị Y Lúa ở thôn Đắc Bế, xã Mường Hong, huyện Đắc Lây không còn phải lo lắng mỗi lúc mưa to, gió lớn. Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay vốn từ ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Đắc Lây với số tiền 100 triệu đồng, gia đình chị đã xây dựng được căn nhà mới khang trang kiên cố. Căn nhà hoàn thành là niềm vui lớn đối với gia đình. Từ nay, chị yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trước đây là nhà dột, đôi lúc nhà gỗ nữa, đôi lúc nó nghiêng. Chỉ đôi lúc mưa gió này kia nó dột, đôi lúc thấy sợ. Bây giờ là vay được bên này là nhà làm được là kiên cố, yên tâm được rồi. Nhà kiên cố thì vẫn cố gắng làm để nuôi dạy con cái, rồi đôi lúc mình cũng đỡ, không phải lo lắng một cái gì nữa. Chỉ lo làm ăn thôi. Cũng giống như gia đình chị Y Lúa, chị Y Ha ở thôn Đắc Rế, xã Mường Hong đã có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo từ nguồn vay của ngân hàng Agribank. Giữa năm 2022, thông qua tổ vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Y Ha đã vay được số tiền 30 triệu đồng để mua bò chăn nuôi và mua phân bón chăm sóc diện tích cây cà phê của gia đình. Hiện tại, cây cà phê và đàn bò đều phát triển tốt. Vụ cà vừa qua, trừ hết chi phí, gia đình chị thu về số tiền hơn 20 triệu đồng. Được hỗ trợ của ngân hàng Agribank là tôi vay thêm để mua bò, rồi vốn còn lại tôi mua phân để về bón cây cà phê, giúp cho gia đình tôi cũng tích lũy được số vốn để mà mình thu nhập cao hơn. Mình cũng mong muốn ngân hàng Agribank cho mình vay thêm số vốn để mình phát triển kinh tế cho nó ổn định hơn. Mình mua, nếu mà ngân hàng cho vay thì mình vay thêm để mình về trồng cây dược liệu sâm ngọc linh. Hiện tại, tổ vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Hong có 24 thành viên được vay vốn từ ngân hàng Agribank với tổng dư nợ hơn 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp nhiều hội viên, đặc biệt là các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả cao như mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình trồng sâm ngọc linh, sâm dây. Trước đây thì cũng gia đình mình cũng có trồng sâm mà trồng trong quy mô nhỏ. Bây giờ thì ngân hàng Agribank đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi vay được 200 triệu. Bây giờ chúng tôi mở ra quy mô lớn, chúng tôi sẽ cố gắng nói chung là cố gắng hết sức mình để chăm sóc cây thật tốt. Cảm ơn ngân hàng Agribank để giúp đỡ chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi, bà con chúng tôi phát triển để sau đó giảm nghèo. Từ khi mà bên Agribank là cho chị em vay vốn đó, là nói chung là chị em là thu nhập là so với trước là cao hơn, là tốt hơn. Như là cà phê này họ mới chăm sóc đây, là họ bón phân này thì là được có hậu quả là nhiều hơn. Tại vì trước lại đây là ví dụ là một đám cà phê đó họ thu hoạch là 2-3 tấn, bữa nay là được 5-6 tấn. Giữ vai trò là ngân hàng chủ lực đầu tư cho Tam Nông, thời gian qua các chi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối đưa những chính sách phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng vào cuộc sống. Nhờ tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi của Agribank cùng với sự hỗ trợ hướng dẫn của ngành nông nghiệp, người nông dân đã có thể triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thế mạnh của địa phương, từ đó làm giàu cho gia đình, góp phần cho khu vực nông thôn thay da đổi thịt từng ngày. Ừ,
Đảng ủy cũng như cấp ủy chính quyền địa phương xác định cái chủ lực để người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo là cái cây dược liệu, trong đó có cái cây sâm Ngọc Linh và cái cây hồng đảo sâm. Thế thì người dân đã tiếp cận được cái nguồn vốn vay từ ngân hàng nông nghiệp, qua đó người dân cũng đã mạnh dạn phát triển và mở rộng cái diện tích cây sâm Ngọc Linh và cây hồng đảo sâm trên địa bàn. Để tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân ở khu vực nông thôn, Agribank Kon Tum đã mở rộng và đẩy mạnh cho vay thông qua tổ vay vốn, chủ động và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hiện tại, toàn tỉnh có 22 tổ vay vốn của ngân hàng Agribank với dư nợ hơn 10,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 của toàn chi nhánh là 17.400 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cung ứng vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn 13.400 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 77% tổng dư nợ. Điều này đã khẳng định quan điểm nhất quán và quyết tâm kiên định phục vụ Tam Nông của Agribank Kon Tum. Các nhu cầu vay vốn về chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh thì luôn được trong ngân hàng chúng tôi đáp ứng đầy đủ kịp thời nhằm cho bà con có vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và địa phương. Thì hiện tại bây giờ là cái nguồn dư nợ của chúng tôi á là 890 tỷ thì trong đó là hơn 80% là chúng tôi tập trung đầu tư vào nguồn vốn nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thì bên lãnh đạo chi nhánh đã cũng đã chỉ đạo các giám đốc chi nhánh loại 2 phòng dịch trực thuộc thì triển khai các niêm yết tất cả các quy định về cơ chế tín dụng cho chính sách tại các xã, thị trấn hoặc là tại Agribank nơi cho vay để người dân có thể biết được các quy định về cái chính sách về tín dụng nông nghiệp nông thôn. Thì bên cạnh đó thì Agribank chi nhánh Kon Tum cũng đã phối hợp với các chính quyền địa phương cũng như các cấp tổ chức chính trị xã hội như là hội phụ nữ, hội nông dân để tuyên truyền cũng như là phối hợp để vận động cũng như hỗ trợ người dân ở các cấp hội để tham gia cho vay, việc cho vay qua tổ nhóm để hỗ trợ người dân có nguồn vốn tín dụng để phát triển nông nghiệp. Bên cạnh cung ứng nguồn vốn tín dụng phục vụ cho Tam Nông, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum còn luôn đồng hành với khách hàng khi gặp khó khăn, rủi ro. Đặc biệt là trong thời gian đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã kịp thời thực hiện đầy đủ các chính sách của chính phủ, ngân hàng, nhà nước và của Agribank nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như giảm lãi suất, cơ cấu lại thời gian trả nợ và chỉ đạo cán bộ tín dụng tại các chi nhánh bám sát địa bàn, hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến nay, Agribank Kon Tum đã cho vay gần 40 tỷ đồng để khách hàng tái canh cà phê, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo Nghị định 31 của Chính phủ khoảng 24 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay theo Nghị quyết 30A-2008 của Chính phủ và Thông tư 06-2009 của Ngân hàng Nhà nước của toàn chi nhánh là gần 130 tỷ đồng. Để duy trì và khẳng định vị thế của ngân hàng hàng đầu trong cung ứng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển Tam Nông, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã và đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, tăng diện tích, tiết kiệm thời gian đi lại cho khách hàng trong giao dịch ngân hàng. Với sự theo sát, đồng hành với bà con nông dân, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum tạo dựng niềm tin, uy tín vững chắc đối với khách hàng, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây cũng là động lực để chi nhánh tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò tiên phong, chủ đạo về đầu tư tín dụng cho thị trường nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong thời gian tới thì Agribank chi nhánh Kon Tum thì cũng đã chỉ đạo là sẽ tận dụng tất cả tối đa các nguồn lực để cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Thì vừa qua thì Agribank chi nhánh Kon Tum thì cũng đã có buổi làm việc về chương trình phối hợp với hội nông dân của tỉnh Kon Tum, và trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ đi triển khai tại các huyện về việc phối hợp giữa các chi nhánh loại 2 với hội nông dân của cấp huyện, và qua đó thì hội nông dân sẽ giới thiệu các chi hội nghề nghiệp để cho các để Agribank đầu tư vốn tín dụng và nhằm hỗ trợ cho người dân để phát triển nông nghiệp nông thôn. Với sự điều hành chủ động linh hoạt của ban lãnh đạo, sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ nhân viên,
các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tập trung nguồn lực đầu tư tín dụng phục vụ Tam Nông. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong trong cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế nói chung, thị trường nông thôn nói riêng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.